Nay 12 tháng 6 2021 các cụ nhé. Mình lại đi câu ở ngay bến Bạch Đằng. Đây, chỗ này là bến phà cũ. Đấy. Nước rất là đẹp, nước lên đến tận đây luôn. Đấy. Đứng im luôn. Đấy. Cắm câu thì cắm kiểu như này các cụ ạ. Cắm này con lươn nó ăn nó sẽ rút xuống nha. Đấy, nó rút cái này xuống. Nó rút xuống này cái que này của mình là cái que mình cắm đây rồi, nó không chạy được. Nhưng mà nó rút xuống thì cái ống hút này của mình nó giữ cho cái dây không bị đứt. Đây, tôi câu đơn giản này thôi. Đây, con chùn đây này. Đó, thả xuống. Mình thả vào cái lỗ, đây cái lỗ đây. Đấy, tôi gài nhé. Đấy, nó ăn là nó kéo xuống là mình biết liền luôn. Đây, mồi thì rất đơn giản, mồi chùn đây. Mồi chùn đây. À, thành quả của ngày hôm nay là đây, hai cái dây này dính hai con lươn rồi. Hai cái dây đây. Hai cái dây này, mình dính hai cái lươn. Ở đầu mình buộc cái que đũa dùng một lần các cụ nhé. Đây, hai con lươn đây. Hai lươn này không to lắm. Để bỏ xuống cho các cụ xem. Để có cái túi chuyên dụng này để lươn nó không chết các cụ ạ. Đây, xách cổ hai con lươn ra. Đấy, hai con lươn nó chui ra đó, 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 hai con lươn đây. Đây, hai con lươn này các cụ nhé. Đấy, một con. Luốt lưỡi câu rồi, cho nó chạy thoải mái đi. Còn con nữa. Con nữa đâu? Đây, con nữa nằm trong này. Đây, con nữa đây các cụ nhé. Đây. Không chịu ra luôn. Đây, con nữa đây. Hai con này các cụ. Đây, hai con. À, báo cáo các cụ đây là thành quả của ngày hôm nay. Ngày hôm qua tôi được hai con, tôi thịt mất con rồi, còn con đây. Ngày hôm nay đây. Ngày hôm nay là có hai con nuốt lưỡi, mấy cả một con thì chưa nuốt lưỡi nên thành ra được ba con. Đây. Ba con này, giờ tôi đuổi ra đây nhá. Túi nó còn khô. Đấy, tôi đổ ra đây này. Này thành quả được 3 con. Đấy. Khá to các cụ. Đấy, nuốt lưỡi này. Con này nuốt lưỡi, hai con nuốt lưỡi còn một con không nuốt. Đây. Đấy, có 4 con. Tôi để xem là chắc là cái con nuốt lưỡi nó không sống nổi đâu, đến mai là nó đai. Lần nào cũng vậy, con nào to thì nó mới nhả được lưỡi. Mấy con nhỏ là không nhả nổi. Mấy nhỏ chết. Đó. Tôi cũng chả cần, nó bé lắm rồi. Con này nó chỉ vào khoảng độ 2 lạng rưỡi một con thôi. Nên con này khá. Con này chắc 200 gram. Đây, mấy con này đều 220. Con này chắc 300 gram. Mấy con này 220 cho hơn 200 gram tí. Tôi cũng chả cần. Được 4 con này các cụ. Ngày thứ 7 thành công. Đấy, cảm ơn các cụ nha. Ấy, nó muốn chồng chọp ấy, nó muốn nhả. Cho tí nước ở đây. Cho tí nước vào cho nó xem nó cái nhả được mấy câu không. Hy vọng nó nhả được. Không nhả được thì cũng chịu thôi. Không nhả được thì mai nó cũng lên đĩa hết à. Đấy, cái cụ. Đấy, báo cáo cụ như thế nhá.